đại dương bao phủ 71% bề mặt trái đất. Tuy nhiên, con người mới chỉ khám phá được một phần rất nhỏ của đáy đại dương. Từ bờ biển nông với những bãi cát trắng, đến các rãnh sâu tối tăm nhất, đáy đại dương tồn tại nhiều hệ sinh thái đa dạng với quy mô vô cùng lớn. Đây cũng là nơi có nhiều sinh vật kỳ lạ nhất trên thế giới đang tồn tại và phát triển. Có những sinh vật nào sống trong ốc đảo kỳ lạ nhất của đáy đại dương? Hiện tượng bí ẩn nào đang ẩn giấu ở những khu vực sâu tối tăm? Video này đưa bạn đi khám phá một phần nhỏ của khu vực hoang dã bí ẩn này. Khi bạn đứng trên bãi biển và nhìn qua mặt biển, bạn có thể sẽ không thấy gì ngoài làn nước lùng lình trải dài đến tận chân trời. Nhưng ở ngay bên dưới bề mặt, đại dương chứa đầy những sinh vật ngoạn mục phát triển mạnh mẽ bên trong một loạt các hệ sinh thái phức tạp và tinh tế dọc theo bờ biển, cửa sông và hải đảo. Thực vật và động vật biển phát triển mạnh ở những vùng nước nông và đầy nắng. Ánh mặt trời rực rỡ nuôi dưỡng nhiều hệ sinh thái tuyệt vời. Nhưng không có một hệ sinh thái nào có sự đa dạng sinh học như các rạn san hô nhiệt đới. Chúng được người ta ví như những khu rừng nhiệt đới của biển cả. Các rạn san hô là hệ sinh thái sống được tạo nên bởi san hô cứng nhiều màu sắc. Chúng thường bị nhầm lẫn là hệ thực vật. Nhưng thực ra, chúng là những động vật không xương sống ở biển tập trung với nhau thành cụm chặt chẽ dọc theo đáy đại dương. San hô nước ấm duy trì mối quan hệ cộng sinh với loài tảo siêu nhỏ được gọi là Zooxanthellae. Loài tảo này sẽ sống bên trong mô san hô, cung cấp oxy và năng lượng cho vật chủ. Với sự trợ giúp của vi khuẩn Zooxanthellae, san hô tạo ra các bộ xương ngoài cứng ở dạng động, tạo nên cấu trúc ba chiều thú vị của rạn san hô. Các rạn san hô nhiệt đới hỗ trợ sự sống cho 25% các loài sinh vật biển. Từ những loài cá đuối lớn nhất cho đến những vi sinh vật nhỏ nhất. Nhưng đó không phải là quan hệ sinh thái phong phú duy nhất được tìm thấy ở những vùng nước nông đầy nắng của đại dương. Tại vùng khí hậu ôn đới và vùng cực, ở độ sâu tới 40 mét dưới bề mặt, tồn tại các quần thể tảo bè khổng lồ dày đặc. Loài tảo nâu lớn nhất tồn tại ở đây. Chúng bám chặt vào đáy biển đầy đá bằng các rễ phân nhánh được gọi là hotspots. Các đàn tảo bè khổng lồ neo dưới đáy đại dương tạo thành hệ sinh thái ba chiều. Đó là những khu rừng rậm rạp ở dưới nước. Tán của rừng tảo bè rất giàu chất dinh dưỡng. Đây là nơi trú ẩn và nuôi dưỡng vô số sinh vật như sải cá biển dễ thương, cá đá nhiều màu sắc hay những con sư tử biển tinh ranh. Nhưng khi nước trở nên quá ấm hoặc quần thể động vật ăn cỏ phát triển quá lớn, hệ sinh thái phong phú này có thể thay đổi nhanh chóng. Không giống như những khu rừng trên cạn có thể tồn tại qua hàng trăm năm, rừng tảo bè khổng lồ có thể biến mất khi gặp điều kiện bất lợi và xuất hiện trở lại sau đó. Những đợt nắng nóng khủng khiếp, bão nhiệt đới và sự tàn phá từ những kẻ săn mồi như nhím biển đang gây nguy hiểm cho hệ sinh thái phong phú và độc đáo này. Khi gặp nguy hiểm, tảo bè khổng lồ tách khỏi đáy biển và trôi theo dòng hải lưu, tìm kiếm vùng nước lạnh hơn và êm đềm hơn. Ở độ sâu khoảng 50 mét dưới bề mặt, vùng nước nhiệt đới và ôn đới chứa đựng một môi trường khác thường, một đồng cỏ trải dài mọc hoàn toàn ở dưới nước. Chúng được tạo thành từ rất nhiều cây cỏ biển. Đây là một nhóm thực vật hạt kín hay thực vật có hoa sống hoàn toàn ở dưới nước. Đồng cỏ biển hỗ trợ chuỗi thức ăn đa dạng với vô số sinh vật dựa vào chúng để tồn tại như lợn biển, rùa biển và nhiều loài giáp xác. Ngoài những vùng nước nông đầy nắng và hệ sinh thái tươi tốt, biển sâu còn có một mặt khác lạnh lẽo và chìm trong bóng tối quanh năm. Các thung lũng dốc hình chữ V được gọi là hẻm núi ngầm, chìm ở độ sâu hơn 1.000 mét dưới bề mặt. Hầu hết các hẻm núi ngầm được tìm thấy dọc theo rìa lục địa, thường là ở cửa của một con sông lớn.
Những hệ sinh thái giàu dinh dưỡng và năng suất cao này hỗ trợ các quần thể động vật cỡ lớn như cá mập, cá kiếm và cá ngừ khổng lồ. Trong khi các hẻm núi dưới biển lao hùn hút xuống biển sâu, các khối đá được gọi là núi ngầm lại nhô lên từ bóng tối. Seamounts là tàn tích của những ngọn núi lửa không hoạt động. Một vài trong số đó đâm lên từ biển sâu cho đến tận bề mặt đại dương. Núi dưới đáy biển tạo ra hệ sinh thái ba chiều khổng lồ, cung cấp môi trường sống cho nhiều loài sinh vật biển. Các loài động vật như sao biển, san hô biển bám sâu vào các vách đá, trong khi các loài cá nhỏ hay các loài động vật di cư như cá voi tập trung về đây để săn bắt động vật có vỏ và sinh vật phù du. Ngoài các hẻm núi và ngọn núi dưới đáy biển, các rãnh biển sâu giống như rãnh Mariana huyền thoại ở Thái Bình Dương lại chứa đựng một thế giới tăm tối và hoang tàn. Rãnh Mariana là nơi sâu nhất trên trái đất. Hệ tầng đáng chú ý này chìm sâu khoảng 11 km dưới bề mặt đại dương. Nơi đây có áp suất lớn hơn 1.000 lần so với áp suất khí quyển ở mực nước biển. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã tranh luận về việc liệu sinh vật có sống ở đáy rãnh Mariana hay không. Năm 1960, chiếc tàu ngầm có người lái đầu tiên đã lặn tới vực Challenger, điểm thấp nhất của rãnh Mariana. Tất cả họ đều ngạc nhiên khi đã phát hiện ra hệ động vật hoang dã sống và phát triển mạnh ở nơi sâu nhất trên trái đất. Để tồn tại ở môi trường tăm tối và cằn cỗi bậc nhất trên trái đất, các sinh vật ở đây đã thực hiện những bước tiến hóa kỳ lạ. Một số sinh vật như hải sâm di chuyển dưới đáy biển sâu bằng các tế bào phát quang sinh học chuyên biệt. Những loài khác như cá lồng đèn sử dụng các quần thể vi khuẩn phát quang sinh học để dụ dỗ và săn bắt con mồi. Với nguồn tài nguyên hạn chế ở vùng biển sâu, nhiều loài sinh vật đã chấp nhận ăn chất thải của các động vật hoặc các mảnh xác vụn tí hon còn sót lại. Những vật chất này được gọi chung là tuyết biển. Bắt đầu rơi từ vùng nước nông, tuyết biển có thể mất vài tuần mới chạm được đến đáy đại dương, tạo ra một cơn bão màu trắng ở đáy biển, trông giống như một trận bão tuyết ở dưới nước. Thỉnh thoảng, xác của một loài động vật cỡ lớn như cá voi chìm xuống đáy đại dương. Nó phát động một sự kiện lớn ở vùng biển sâu, thu hút rất nhiều loài động vật ăn xác thối như bạch tuộc, cá hagfish và cá mập biển sâu. Một số sinh vật biển sâu phát triển mạnh mẽ xung quanh các mạch nước hoặc miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển. Ở đây, các mạch phun phun trào thành các dòng nước biển giàu khoáng chất, được làm ấm bởi magma sâu trong vỏ trái đất. Các lỗ phun thủy nhiệt nuôi dưỡng hàng triệu sinh vật biển cực nhỏ, được gọi là vi khuẩn hóa tự dưỡng. Chúng tạo ra năng lượng khi không có ánh mặt trời. Các miệng phun thủy nhiệt cũng hỗ trợ các đàn trai, giun lớn và động vật chân bụng có vảy, tạo ra một ốc đảo đa dạng các sinh vật sống ở độ sâu hàng nghìn mét dưới bề mặt. Từ những vùng nước nông tràn ngập ánh nắng cho đến những vực sâu tối tăm nhất, đáy đại dương là một xứ sở sinh thái diệu kỳ, là nơi sinh sống của những sinh vật phi thường. Trong mắt nhìn của chúng ta, đại dương có vẻ đơn giản và bằng phẳng, nhưng bên dưới đó lại là một thế giới kỳ lạ và bí ẩn, một thế giới chứa đựng đầy màu sắc và cuộc sống sinh động. Mặc dù con người đã làm sáng tỏ một số bí ẩn của đại dương và phát hiện ra sự đa dạng đáng chú ý của nó, thì đó mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của quá trình chinh phục khu vực lạ lùng này.